Chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục với bộ sưu tập tên các loại hoa hồng. Dạo này mình bận quá, không có thời gian quay video nấu ăn. Mọi người thông cảm, nắm hoa hồng cho đỡ buồn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của mình. Bây giờ về chủ đề chính nào. Đây là hoa hồng Pháp, tên là Violet Dove. Không hiểu sao mà mình cứ gọi nhầm nó là Magic Madeleine nữa, thiệt tình mà. Nhưng mà sau video này chắc mình sẽ không gọi nhầm nữa. Đây là giống hoa hồng bụi. Nhìn hoa đã nở thì giống hoa cánh đơn, nhưng mà nó vẫn là hoa cánh kép nha. Về Việt Nam nóng quá cho nên nó ít cánh vậy đó. Lúc mới nở nhìn cũng quyến rũ lắm nè. Các ai công nhận điều này thì cho mình một like nha. Nhìn đẹp đến mê mẩn luôn rồi, không nỡ buông tay ra nữa. Cảnh này mình tranh thủ quay lúc giữa trưa 12 giờ luôn đó. Thấy thương chưa? Cánh hoa rất là dày, cho nên là yên tâm, dù là nắng to cỡ nào thì cánh hoa nó cũng không bị héo giống như là cái hoa hồng Lady of Shalott đâu. Gì đây? Ra cái nụ của tôi. Con gì ăn đây? À, bắt được hung thú nè. Rồi, để tội phạm sống mất tiêu rồi. Hoa này xuất xứ ở Pháp. Có thể nói là cái giống này nó kháng bệnh rất tốt. Hoa nó cũng khá to. Cái vòng lập hoa của nó cũng nhanh nữa. Cứ 1 tháng là mình thấy nó ra hoa 1 lần rồi. Đặc biệt là hoa nó nở thành chùm, từng chùm bự vậy nè, quá ơi là đẹp luôn. Trong này lại có một cái hung thủ đang núp nữa nè. Nhìn cánh hoa rất là khỏe khoắn và tràn trề sức sống. Buổi ngắm hoa đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần sau. Bye bye.